dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa bởi ơn điển lớn lao lạ lùng của Ngài mà chúng con còn được sống động. Và buổi sáng hôm nay chúng con ra mắt Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài. Chúng con thờ phượng Chúa bởi cớ nhớ đến ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Đó là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho con dân của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con đến với hội thánh của Ngài. Chúng con mở lòng ra, chúng con dâng hết tâm trí, tấm lòng, tâm hồn, sức lực của chúng con ở trong sự thờ phượng này. Và cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài ở cùng với ông bà, anh chị em chúng con ở trong con cái của Chúa, của hội thánh của Ngài. Để từ giờ đầu đến giờ cuối chúng con hết lòng tôn vinh, chúc tục ca ngợi danh của Chúa, danh trên hết mọi danh, vua trên muôn vua, Chúa muôn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa bởi tình yêu lớn lao của Chúa đã bao phủ chúng con. Để buổi sáng hôm nay chúng con hết lòng ngợi khen Chúa, chúng con làm chứng về những ân phước lớn lao lạ lùng của Ngài, để mọi người thấy Chúa yêu thương chúng con là dường nào, để thấy quyền năng của Chúa thật là cao cả bao nhiêu. Cảm ơn Chúa bởi vì buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con có thời giờ để dọn lòng mình đón nhận lời hằng sống của Đức Chúa Trời nữa, để một tuần lễ mới chúng con được bước đi dưới sự soi sáng của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, cũng nhớ đến anh em chúng con là những người đang ốm đau bệnh hoạn ở trên giường bệnh, hay là những người đang bận bịu với công việc của thế gian này. Xin Chúa Ngài đến thăm viếng, đặt bàn tay nhân lành của Ngài ở trên ông bà anh chị em chúng con, để mỗi người đều nhận lấy sự phước hạnh qua sự ban cho của Chúa. Rồi Chúa cũng giải tỏa đi tất cả những gánh nặng ở trên đời sống của anh em chúng con, để anh em chúng con được thảnh thơi, được tự do, được khao khát Chúa và đến thờ phượng Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Chúa bởi tình yêu và sự thương xót của Chúa đổ đầy ở trên hội thánh của Ngài. Buổi sáng hôm nay con cầu nguyện xin Chúa Ngài sức dầu đến người hướng dẫn chúng con vào sự ngợi khen và thờ phượng, sức dầu ở trên âm thanh, ánh sáng và tất cả những dụng cụ để thờ phượng Ngài, sức dầu trên lời của Ngài nữa, để chúng con đón nhận sự tươi mới qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tôn Ngài, chúng con dâng thời giờ tốt lành này trong tay yêu thương ban phước của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Xin kính chào hội thánh. Tôi vui mừng biết ơn Chúa bởi cớ buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng ta có được thời giờ thờ phượng Chúa thật là ngọt ngào. Tôi tin rằng Chúa Ngài đang hiện diện giữa vòng chúng ta. Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà, chị em trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa với cái chủ đề đó là Chúa Giêsu dạy dỗ qua ẩn dụ người gieo giống. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc Kinh Thánh Mát đoạn 4 từ câu 1 câu 20. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển, có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: "Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo thì một phần giống rơi dọc đường, chim ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên và bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác thì rơi nhầm bụi gai, gai rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm đất tốt, khi kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, một hột khác thì ra 60, một hột khác thì ra 100. Ngài lại phán rằng: "Ai có tai mà nghe hãy nghe." Khi Đức Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: "Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các người. Nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy được, nghe thì nghe mà không hiểu. E họ hối cải mà được tha tội chăng?" Đoạn Ngài phán rằng: "Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo nơi gieo mình. Nhưng vừa mới nghe đạo thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Xong vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên mỗi khi gặp vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là những kẻ đã theo đạo,
Song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự ham muốn khác thấm vào trong lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không có trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả một hột ra 30, một hột khác 60, hột khác 100. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa bởi lời thánh, lời sống, lời dạy dỗ của Ngài. Chúng con tin rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho chúng con bước đi ở trong bóng sáng, ánh sáng, ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Đời sống của chúng con sẽ được phước bởi cớ chúng con nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ngày giờ đây, ngày soi dẫn, đụng chạm tấm lòng quý ông bà, anh chị em và chính mình con nữa, để chúng con đón nhận lời sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời chúc tôn, ngợi khen, chúng con hiệp chung cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, Đức Chúa Giêsu thì Ngài dạy dỗ bằng rất là nhiều cái ví dụ. Đây là một cái ví dụ, hay nói khác là một câu chuyện mang tính chất ẩn dụ, là một cái câu chuyện đơn thuần để minh họa cho một cái lẽ thật về thuộc linh. Nếu mà người nào mà có cái sự hiểu biết thuộc linh thì cũng có thể hiểu được cái ẩn dụ đó mang ý nghĩa cái gì. Nhưng mà những người mà không có sự hiểu biết thuộc linh thì không thể nào, hoặc là khó có thể mà hiểu được cái câu chuyện này về ẩn dụ người gieo giống. Thì tóm lược lại thì chúng ta thấy rằng là nó tương tự như là một việc mà một người đi rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Cái lời rao giảng ấy giống như những hạt giống. Những hạt giống đó thì rơi vào ở trong những cái loại đất khác nhau. Ở đây trong câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể thì có đến 4 loại đất. Sự khác nhau giữa 4 loại đất này là tiêu biểu cho những cái hạng người khác nhau ở trong xã hội. Cái câu hỏi đặt ra khi mà chúng ta học về những ẩn dụ về người gieo giống này thì chúng ta thử hỏi coi, trong 4 loại đất này tôi thuộc loại đất nào, tức là tôi thuộc về cái tấm lòng nào ở trong câu chuyện này. Và trong cái câu chuyện thì Chúa đưa ra cái ý nghĩa của cái ẩn dụ người gieo giống này từ trong câu 14 đến câu 20. Cái câu chuyện được bắt đầu sau khi Chúa kể cái ẩn dụ rồi, thì những người mà nghe đó thì họ đi khỏi. Sau khi Chúa Giêsu kể ẩn dụ về người gieo giống và đám đông đó rời khỏi Ngài, họ đi hết rồi. Lúc đó là chỉ còn có 12 sứ đồ cùng với Đức Chúa Giêsu ở lại thôi, với một số ít người nữa thôi. Họ ở lại chung quanh Chúa Giêsu, và lúc đó đó họ mới hỏi Chúa Giêsu về cái ẩn dụ. Họ nói rằng là, ủa nãy giờ Chúa kể cái câu chuyện ẩn dụ đó đó thì nó mang cái ý nghĩa gì vậy? Lúc đó Chúa Giêsu mới nói rằng là mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các người. Tại sao vậy? Bởi vì mấy người kia nghe họ không hiểu nên họ đi hết rồi. Và những người mà ở lại để hỏi đó thì Chúa nói rằng cái đó là cái sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Chúng ta nhớ là đã được bày tỏ, tức là cái câu chuyện nó được những người này chú ý đến. Đã được bày tỏ là sao? Tức là đã bày tỏ cho những người mà mở lòng ra tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng với những cái người mà có cái lòng cứng cỏi, cái người kiêu ngạo đó, thì họ không có tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và là Đức Chúa Trời thì không có ở với người đó. Do đó cái sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời đó không được tỏ ra. Và là họ không có thể nhận được cái sự mầu nhiệm đó. Do đó họ nghe xong cái họ thấy như là không có cái điều gì lạ lùng xảy ra, họ bỏ đi. Cái sự mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời đó, đó là cái gì? Đó là cái kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ có những cái người khiêm nhường, những người ăn năn, những người có lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu thì mới có thể hiểu và mới nhận được cái ơn cứu rỗi này. Đặc biệt là ở trong câu thứ 12. Câu thứ 12 lời Chúa chép là: hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đây là một cái câu phải nói rằng là cũng rất là khó cho chúng ta hiểu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì dạy bằng cái ẩn dụ để có người có thể có lòng tin đó, thì họ có thể hiểu rõ hơn. Nhưng với những người lòng cứng cỏi thì họ không tin, họ sẽ không hiểu. Đặc biệt
đối với những người mà có tấm lòng vô tín, vô tín có nghĩa là không tin, thì là cái nội dung của vương quốc Đức Chúa Trời, cái nội dung của cái câu chuyện ẩn dụ thuộc linh này thì nó càng được đem đi giấu kín hơn nữa. Qua cái việc mà Chúa Giêsu kể cái câu chuyện ẩn dụ thì Chúa nhìn thấy cái người nào là có tấm lòng khao khát muốn nghe, muốn tìm hiểu, cái người nào là cứng lòng, rồi là thậm chí rằng họ còn khích bác nữa, họ còn chê bai nữa, thì những người đó là những người chắc chắn là sẽ Chúa không có mở tâm trí họ để họ có thể hiểu được ẩn dụ. Có nghĩa là những người như thế thì tấm lòng của họ đã quay khỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thì đã kêu gọi họ, đã cho họ có cơ hội để nghe lời của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà họ đã khước từ. Họ khước từ thì họ không nhận được gì hết, họ không hiểu, và sau đó thì sao? Thậm chí họ còn chống đối lại và họ đã bỏ ra, họ đi. Họ đã đánh mất cái cơ hội để nhận đến sự tha thứ. Ở trong Roma đoạn 1 từ câu 24 đến câu 26, lời Chúa chép cho chúng ta thấy rằng như vậy nè: cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ vào sự ô uế trong lòng ham muốn của mình, đến nỗi tự làm nhục thân mình, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu đựng dựng nên trên nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Vì cớ ấy mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Họ không lo biết nhìn Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Những người cứng lòng không tin thì Chúa phó đời sống của họ cho tội lỗi, và mỗi ngày họ càng là đi sâu vào trong cái hố sâu của tội lỗi hơn và khó có thể được cứu. Do đó cái con mắt thuộc linh của chúng ta và tấm lòng của chúng ta, nếu mà chúng ta không mở lòng ra, không khao khát tìm kiếm Chúa, thì tấm lòng nó đóng lại. Và tấm lòng đóng lại thì chúng ta không thể nào hiểu được lời của Chúa, rồi chúng ta khó có thể là hối cải. Bản thân Đức Chúa Trời thì không có khép cái con mắt thuộc linh chúng ta lại, không có đóng cái cửa lòng của chúng ta lại. Ngài không có muốn giấu cái lẽ thật của Ngài ở trong Kinh Thánh, mà lời của Chúa ở trong Kinh Thánh là để ban cho loài người. Đức Chúa Trời không có giấu, nhưng mà là sao? Ngài muốn mọi người được cứu. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Nhưng mà rất tiếc, có cái nhiều người đã nhắm mắt, quay khỏi Đức Chúa Trời, từ chối cái ân điển của Ngài. Do đó, trong Ma-thi-ơ thì Chúa Giê-xu nói rằng là vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Chúa chỉ cần chúng ta có tấm lòng khao khát thôi. Khao khát lời của Chúa, khao khát tìm kiếm Chúa, khao khát hiểu biết về Chúa. Chỉ có làm chút xíu khao khát vậy thôi thì sao? Chúa mở ra để chúng ta có thể biết nhiều hơn về Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có sự khao khát dù cho một chút, lòng Chúa đóng lại thì sao nữa? Không hiểu gì hết, không có biết gì hết. Và nếu mà có một chút gì đó thì cũng mất luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một sự khao khát một chút xíu thôi thì sao? Chúa cho thêm, cho thêm, cho thêm, cho thêm. Đó là một cái lẽ thật rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta xem coi cái ý nghĩa của cái câu chuyện về ẩn dụ của người gieo giống thì như thế nào. Phần lúc nãy đó rất là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng là các môn đồ ở lại hỏi Chúa, và Chúa giải thích mầu nhiệm của lẽ thật hôm nay được tỏ ra cho con người, đã tỏ ra cho các ngươi. Và lúc đó Chúa mới giải thích thật là rõ ràng. Còn một số đông rời bỏ Chúa Giê-xu, họ không được nghe, họ không được hiểu. Và hôm nay chúng ta là những người được phước. Chúng ta có một chút xíu thôi, nhưng mà đến tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa, và hôm nay chúng ta có mặt ở trong đền thờ của Chúa để chúng ta nghe lấy lời Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ mở ra cho thêm chúng ta nữa. Amen. Còn những người không đến đây, họ hầu như là đóng cái cửa lòng của mình lại, và tất cả những gì họ có Chúa cất đi hết, không còn cái gì hết. Ở trong câu 13, 14, Chúa Giê-xu giải thích cái ý nghĩa của ẩn dụ người gieo giống cho các môn đệ. Khi mà Chúa ở riêng cùng với họ, người gieo giống là gieo đạo, tức là gieo rao giảng lời Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy ai là người gieo giống? Chúa Giê-xu đi rao giảng.
Chúa Giêsu đi làm chứng, nói về nước thiên đàng, Chúa kêu gọi người ta ăn năn để quay về với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là người đi gieo giống. Giống là cái gì? Là lời của Chúa, là đạo, là lẽ thật gieo ra. Khi mà con người nhận được lời của Đức Chúa Trời thì sao? Thì là đời sống tâm linh sẽ được tăng trưởng. Nếu mà không có đời sống tâm linh tăng trưởng thì sao? Cái thân thể này là càng ngày càng lụi mòn đi. Và đúng như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy kinh nghiệm của những người tin Chúa. Tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời của mình thì luôn luôn gặp may mắn. Mặc dù trong may mắn đó có những thử thách, có những khó khăn, nhưng mà người đời thì họ có buồn thảm khi mà đối diện với những cái rủi ro, những cái thử thách, những cái khó khăn. Nhưng mà trong Chúa thì sao? Thấy vui mừng, bởi vì Chúa ở cùng, Chúa có sự vui mừng cho con cái của Chúa, và Chúa thêm sức để có thể vượt qua những cái khó khăn đó, tưởng chừng như là mình không làm được. Nhưng mà ở trong Chúa thì chúng ta có thêm được sức của Chúa và chúng ta được vượt qua. Do đó trên gương mặt của những con cái của Chúa, tôi thấy mọi người ai nấy đều tươi rói. Mặc dù là cuộc sống này không phải là dễ thở lắm, phải bươn chải đủ thứ điều, nhưng mà chúng ta thử nhìn quay qua bên trái bên phải, nhìn những người xung quanh mình coi, có phải người nào cũng đẹp không, người nào cũng tươi không, người nào thấy đầy tràn sinh khí không, người nào thấy cũng có vui mừng, bình an ở trong lòng và nó được bày tỏ lộ ra bên ngoài không? Không phải là u buồn, không phải là sầu thảm, nhưng mà là sự hy vọng. Lý do tại sao vậy? Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được sanh lại. Lời Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 23, lời Chúa chép như thế này: anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tươi mới, chúng ta được hy vọng, chúng ta được bình an, chúng ta được vui mừng bởi lời của Đức Chúa Trời. Và ít nhất thì mỗi tuần lễ Chủ nhật này chúng ta cũng được đối diện với lời của Chúa. Chúng ta được nhắc nhở bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta được ban phước bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó là tuyệt vời cho cuộc sống của những người đi theo Chúa. Chúa Giêsu là người gieo giống. Lời Chúa được gieo ra đó là hạt giống. Và hạt giống thì nó rơi vào đâu? Có các cái loại đất khác nhau tiêu biểu cho từng hạng người. Một số người là có tấm lòng giống như là cái đất trên đường đi. Đất trên đường đi thì người ta nén, người ta đầm, người ta lăn, người ta lu này, cho nó cứng, cứng để đi khỏi bị lún. Và đất đó là tượng trưng cho cái tấm lòng chai cứng. Khi lời Chúa được gieo ra, người đó không có tiếp nhận, mà thậm chí còn phản kháng lại. Chúng ta thử lấy hột giống quăng ra cái đường mà đường nhựa ra coi, nó rớt xuống, nó tưng lên. Nó sự phản kháng của cái độ cứng của mặt đường, nó làm cho hột giống nó tưng lên văng ra ngoài. Và lúc đó Chúa nói là sao? Hột giống nó rơi vô đường, Satan nó lấy như là chim trời tới lụm. Satan giống như chim trời đến cướp lấy lời ấy. Những cái người này thì là ai? Là những người chống đối Chúa đó, là những người Pharisee, là những thầy dạy luật đó. Họ giống như là những người nghe ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu nhưng mà họ không hiểu. Bởi vì là họ chống đối lời của Chúa vào, đụng chạm tới lòng họ, tưng ra ngoài. Giống như là cái hạt giống rơi xuống đường rồi cái con chim trời tượng trưng cho Satan nó tới nó mổ, nó đem đi mất. Không có được gì hết. Bởi vì tấm lòng họ không chuẩn bị, họ không suy gẫm, không cầu nguyện về những điều mà họ đã nghe. Do đó là sao? Họ không nhận được gì hết. Và tất cả những gì họ có coi chừng bị mất luôn, bởi tấm lòng cứng cỏi đó. Chúng ta đừng giống như là cái đất cứng cỏi đó. Hãy làm gì? Hãy cày bừa đi để cho cái đất nó mềm lên. Để làm gì? Để nhận lấy hạt giống đó. Và sau đó cái đất được phủ lên bằng sự suy gẫm và cầu nguyện. Đất được xới lên cho nó mềm đi, hạt giống rơi vào được phủ lên bằng sự gì? Cầu nguyện với suy gẫm lời Chúa. Tôi tin chắc rằng với cách thức như vậy, chỉ cần khao khát một chút thôi, chuẩn bị một chút thôi, cày xới tấm lòng của mình thôi để đón nhận lời của Chúa, rồi thêm vào sự cầu nguyện, thêm vào sự suy gẫm, thì hạt giống lời của Đức Trời sẽ nảy mầm và phát triển đến đời sống tâm linh của chúng ta. Cái loại người thứ hai đó là tượng trưng cho đất đá sỏi. Đất đá sỏi thì nó gồm là sao? Nó có đất, có đá, có sỏi trong đó nữa. Ở trên cái mặt đất đó thì nó có phủ một lớp đất ít thôi, nhưng mà ở dưới đó là đá, là sỏi. Rồi thì sao? Hạt giống nó cũng rơi vào trong đó, rơi vào trong cái miếng đất mà có đá, có sỏi, có đất. Hạt giống có mọc lên không? Có, hạt giống cũng mọc lên. Nhưng mà khi mà đâm rễ ra thì nó gặp những cái hòn đá, những hòn sỏi ở đó. Lúc đầu thì nhận lấy,
rồi sao? À, cũng có phát triển, nhưng mà sau đó thì gặp khó khăn. Gặp khó khăn thì sao? Gặp khó khăn. Ở đây cái rễ nó đâm ra, nó gặp đá, nó không hút được nước. Gặp sỏi, nó không hút được dưỡng chất. Nhưng mà là nó gặp những cái cứng, nó phải chui qua được cái lớp sỏi, lớp đá đó đi thì nó mới lấy được dưỡng chất ở trong đất, hay là đất mềm hơn. Tức là một người đón nhận lời Đức Chúa Trời, nhận được lời Đức Chúa Trời thì thấy vui mừng lắm, bởi vì đây là nguồn phước, đây là những cái điều vui mừng, đây là những điều bình an, đây là những người đem lợi ích cho mình. Lời Chúa cũng ở trong lòng của họ. Nhưng mà khi họ đối diện với những cái nan đề, những cái khó khăn của giữa thế gian này, thì họ không còn tin cậy vào lời của Chúa nữa. À, họ thấy rằng là bây giờ nó không còn ích lợi gì đến đời sống của họ nữa, mà trước mắt họ phải đối diện với những cái khó khăn, những cái cản trở với đời sống của họ đây. Và họ không thể nào vượt qua được, bởi vì họ nghĩ rằng không có lợi ích gì cho họ. Giống như cái rễ nó không có tìm được cái dưỡng chất ở trong đất vậy đó. Và lúc đó thì sao? À, cái rễ nó héo bòn đi, và cái cây nó mới được mọc lên và nó cũng chết đi. Ban đầu thì một người này là họ tin Chúa ngay, nhưng mà đức tin không mạnh mẽ. Rễ đức tin của họ không có đâm sâu vào trong đất vì đã gặp đá, gặp sỏi. Vì thế khi mà mặt trời lên nóng cháy, thì hay là đó là những cái khó khăn, những cái bắc bớ xảy ra, thì cái đức tin mạnh mẽ của họ sẽ bị chết. Đức tin mà nó mới bắt đầu nhú lên, mới bắt đầu mạnh mẽ rồi, nhưng mà gặp cái thử thách thì sao? Chết. Và sau đó thì họ nhanh chóng bỏ đạo. Họ muốn được phước của Chúa, nhưng mà họ không có sẵn lòng trả giá khi mà đối diện với nghịch cảnh, đối diện với khó khăn. Ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 12, lời Chúa nhắc cho chúng ta như thế này: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ phải bị bắt bớ. Nếu chúng ta muốn hưởng phước ở trong Chúa, chúng ta sẽ đối diện với những khó khăn, bởi vì đó là những thử thách để trui rèn con cái của Chúa được trưởng thành. Nhưng mà nếu mà chúng ta là không chịu nổi cái sự thử thách đó ha, thì sao? Chúng ta khó mà sống ở trong sự phước hạnh mà Đức Chúa Giêsu Ngài ban cho chúng ta. Và nếu mà đối diện với những cái khó khăn đó thì sao? Chúng ta cứ nhờ cậy Chúa thôi, cứ bám vào lời của Chúa thôi. Hãy lập nền, đâm rễ ở trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là phương cách. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 câu 7, lời Chúa cũng khích lệ chúng ta đây khi mà đối diện với thử thách. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Phaolô gửi cho Timôthê nói dù cho khó khăn, thử thách nó xảy đến trăm bề luôn, chứ không phải là một bề, bao quanh luôn, bao vây luôn. Nhưng mà yên tâm đi, cái sự phước hạnh nó đang chờ đợi chúng ta đó. Kế tiếp, một cái hạng người nữa đại diện cho đất, nhưng mà trên đó có những cái bụi gai. Đất có gai đó không phải là đất xấu, nhưng mà đó là một loại đất tốt. Đất đó nó không có cứng, nhưng nó cũng không có đá sỏi. Đó là đất mà nó màu mỡ đó. Đất đó là đất có chất bổ đó. Nhưng mà hạt giống gieo ra ở trên đất này thì nó mọc lên rồi nó lớn lên. Đất này thì nó giống như lấy người mà nhận lấy lời Chúa, xong rồi cũng có suy gẫm lời của Chúa, rồi là hiểu biết lời Chúa và bắt đầu sống một đời sống theo lời của Chúa. Nhưng ở trong cái bối cảnh Kinh Thánh này thì Chúa nói rằng là cái mảnh đất này nó có gai, nó có những cái cây gai nó mọc, nó bao trùm lên cái mảnh đất này. Đó là gì? Đó là những cái lo lắng của đời này, đó là những cái sự ích kỷ, đó là những sự tham lam, những sự lo lắng, say đắm về giàu sang, rồi tham muốn về danh vọng. Những thứ này là nó cùng mọc lên ở trên cái mảnh đất tốt đó, đó là những cái bụi gai. Lời của Đức Chúa Trời cũng mọc lên ở trong cái miếng đất có bụi gai đó, rồi gai nó cũng mọc lên nữa. Nhưng mà chúng ta thấy thường không? Những cây miếng đất tốt trong đó có cỏ, có gai, có lúa nữa. Nhưng mà là lúa sao nó bị cỏ nó chụp, bị gai nó che. Và đó là những cái tham lam, ích kỷ, danh vọng, ham muốn, mê đắm của lo lắng giật đời này. Nó bao trùm lên hết cái đời sống cơ đốc nhân đang trưởng thành. Vì thế,
nếu chúng ta bị rơi vào trong cái hình ảnh của cái đất có gai góc này, có nghĩa là chúng ta đang bị là những cái ảnh hưởng của cái thế giới này, nó đang ảnh hưởng tác động đến chúng ta. Muốn có giàu sang, muốn có danh vọng, muốn là vui chơi giống như người ngoài, coi chừng đời sống chúng ta sẽ bị nghẹt ngòi bởi lời Chúa không được phát triển trong đời sống chúng ta. Và cuối cùng thì sao? Cái lời sống đó, cái lời đó đó, nó không có sanh ra được kết quả. Tức là chúng ta không được hưởng phước từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái bụi lúa đó mà ở trong cái đám ruộng mà có nhiều cỏ, có nhiều bụi gai che thì sao? Lúa đó ra nhưng mà lúa lép, không được kết quả gì hết. Thực tế thì có nhiều cơ đốc nhân khởi đầu rất tốt, nhưng mà rồi cuối cùng thì họ sa ngã vì những lo lắng, những ước muốn của thế gian. Trong chúng ta có ai giống như cái mảnh đất gai góc này không? Hãy coi chừng, đừng để lo lắng của đời này, đừng để những thú vui của đời này nó lôi cuốn chúng ta, nó bao phủ chúng ta, nó đè bẹp đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng mà hãy dọn dẹp nó để cho hạt giống lời Đức Chúa Trời được tăng trưởng, được phát triển, để sanh ra nhiều trái thuộc linh ở trên đời sống. Và cuối cùng đó là đất tốt. Nhưng mà người gieo giống thì không gieo giống một cách luống công vô ích. Hồi sáng này chúng ta đọc Kinh Thánh, lời của Chúa như là hạt giống nó gieo ra không trở về luống nhân, phải không ạ? Lời của Chúa giống như mưa trên trời xeo xuống thì nó chui sâu vào trong lòng đất và nó đượm nhừng cho cây cỏ, làm cho cây cỏ được sanh trái. Và cũng giống như vậy, lời của Chúa được gieo ra thì rơi vào trong đất tốt, có kết quả. Bất cứ khi nào mà chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ có một phần đất tốt. Tức là có những người mở lòng ra để đón nhận lời của Chúa. Đây là một lẽ thật. Chứ không phải là lời của Chúa gieo ra thì toàn là gặp đất cứng, rồi gặp sỏi đá, rồi gặp gai góc không đâu. Nhưng mà trong đó có đất tốt nữa. Điều thứ nhất mà chúng ta cần phải chú ý đó là gì? Đó là chúng ta đừng mệt mỏi ở trong việc làm chứng về Chúa. Có người nói vậy là tôi làm chứng nhiều quá nhưng mà không ai tin hết. Chưa, bởi vì trong bốn cái loại đất đó thì có một loại đất tốt mà. Do đó chúng ta cứ trung tín rao giảng lời của Chúa, làm chứng về Chúa thì chắc chắn sẽ có người tin Chúa, có người đón nhận. Bây giờ chưa đón nhận nhưng mà mai mốt thì họ cũng đón nhận. Bởi vì sao? Ở trong cái đất mà có gai góc, đó là đất tốt, rồi sẽ có người đi sau chúng ta, người đó sẽ dẹp cái gai góc đó đi, thì lúc đó lời của Chúa được phát triển lên và sẽ tranh trái. Đó là cái điều thứ nhất nói về đất tốt. Điều thứ hai, lời của Chúa chỉ khi nào mà người ta chống đối thì lời của Chúa mới không có xâm nhập vào trong lòng người ta thôi. Chứ dù cho là lòng của người ta có xấu xa như thế nào đi nữa, dù cho lòng của người ta có tồi tệ đi thế nào đi nữa, thì lời của Chúa cũng tác động đến. Chúng ta thấy đất có sỏi đá đó, lời của Chúa là hạt giống gieo vào thì sao? Cây nó cũng mọc lên mà. Rồi là lời của Chúa được gieo vào trong đám ruộng mà có cỏ, có gai góc thì sao? Lời của Chúa cũng mọc lên mà. Rồi đất tốt thì sao? Lời của Chúa cũng sanh sôi phát triển trong đó mà, tăng trưởng mà. Do đó dù cách gì đi nữa thì lời của Chúa cũng tác động đến lòng con người ta. Do đó chúng ta hãy làm cái công việc làm chứng, giảng về lời Chúa một cách dư dật, bởi vì chắc chắn là sẽ có kết quả. Nhưng mà riêng với đối với chúng ta thì sao? Chúng ta phải dọn lòng mình, cày xới lòng mình để tất cả những gì sỏi đá trong lòng của chúng ta được quăng ra. Chúng ta lượm những viên sỏi, viên đá trong lòng quay ra để đời sống của chúng ta được trở nên một cái mảnh đất tốt. Đời sống của chúng ta có những cái bụi gai, có những bụi cỏ, chúng ta nhổ đi. Cái sự tham lam, ích kỷ, cái sự ảnh hưởng của đời này đến đời sống của chúng ta loại bỏ ra. Và sao? Nó trở nên mảnh đất tốt và lời sống của Chúa được phát triển lên. Chúng ta duy trì cái mảnh đất đã tốt rồi bằng cách cày xới lên để sao? Để cho hạt giống nó vào rồi nó tăng trưởng một cách mạnh mẽ để một hột sanh ra 60, 100. Sanh ra cái gì? Trái của Đức Thánh Linh. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Chúng ta thuộc lòng những cái trái Thánh Linh này đi. Để gì? Khi mà chúng ta đối diện với khó khăn, ví dụ như anh Tường ngày hôm nay chưa có được một cuốc xe nào hết, từ sáng tới chiều tối, mà là ngày nay phải đóng tiền. Ví dụ vậy đó.
Rồi chúng ta sẽ lo lắng. Nhưng mà ở đây trái thánh linh là gì? Là bình an. Chúng ta nhớ tới cái, ở trong Chúa là chúng ta bình an. Bình an có nghĩa là sao? Không lo lắng. Lý do tại sao không lo lắng? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng sắm sẵn cho chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng lo liệu cho chúng ta. Chúng ta bình an. Có thể lắm ngày hôm nay không có gì, nhưng ngày mai Chúa cho gấp đôi. Và luôn luôn chúng ta bình an, chứ không phải là lo lắng hay là sợ hãi gì nữa. Mặc dù đối diện với những cái thử thách tưởng chừng như là chúng ta không thể nào vượt qua. Đó là một cái ví dụ để mà chúng ta có thể thấy rằng là khi mà lời của Chúa có trong lòng chúng ta thì trái thánh linh của Chúa là sanh sản ra trên đời sống chúng ta. Và nhờ cái trái đó, đó mà chúng ta sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa, làm vinh hiển danh của Ngài. Nếu mà chúng ta không có cày xới tấm lòng của chúng ta để cho lời của Chúa được sinh sôi, được phát triển, chúng ta không rao giảng về lời của Chúa đó thì sao? Không có cơ đốc nhân mới, không có những người tin Chúa, đời sống của chúng ta cũng không có kết quả. Do đó, đây là bài học mà giúp đỡ cho mỗi người phải nhìn lại chính mình. Ưu tiên nhất là gì? Đừng để cho tấm lòng của chúng ta trở nên chai cứng trước lời Đức Chúa Trời. Nếu đời sống của chúng ta có những viên sỏi, những cục đá làm ngăn trở cái rễ đức tin của chúng ta thì hãy lượm bỏ nó, quăng đi, dọn dẹp đời sống của mình, cày xới tấm lòng của mình lên để đón nhận Chúa. Nếu mà đời sống chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi cái thế gian, có những gai góc, có những cỏ lùng ở trong đó, chúng ta hãy dọn sạch nó đi, cày xới lên để cho hạt giống lời Đức Chúa Trời được phát triển. Nếu chúng ta có đất tốt, chúng ta hãy chăm bón để cho lời sống của Đức Chúa Trời được tăng trưởng, phát triển và sinh ra trái thuộc linh trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên nguồn phước cho những người khác nữa bởi sự rao giảng lời Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban sự sống qua lời của Ngài cho tất cả quý ông bà anh chị em. Một tuần lễ mới được phước ở trong lời Đức Chúa Trời. Amen. Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta có thời giờ để dự tiệc thánh. Tôi xin được công bố lời của Đức Chúa Trời. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén đây là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình. Và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Kính thưa Hội Thánh, mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, lời của Chúa chúng ta vừa đón nhận. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, nhận lấy bánh và chén thì nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta. Mỗi lần chúng ta cầm bánh và chén ở trong lễ tiệc thánh, hãy nhớ đến mạng lệnh mà Chúa Giêsu Ngài giao cho chúng ta, đó là hãy làm chứng về sự chết, sự cứu chuộc của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, nhận lấy bánh và chén, hãy suy gẫm lại đời sống của chúng ta. Nếu có sai phạm gì với điều răn của Chúa, đây là giờ phút mà chúng ta có thể ăn năn xưng tội cùng với Ngài, để qua đó Đức Chúa Giêsu Ngài xóa đi tất cả những tội lỗi của chúng ta và chúng ta xứng đáng nhận lấy bánh và chén qua lễ tiệc thánh này. Trong thì giờ đây, mỗi người dành ra một ít chút thời giờ để đến với Chúa Giêsu ở trong sự cầu nguyện, xưng tội, ăn năn, và chính Chúa Giêsu sẽ là đấng tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta xứng đáng nhận lấy bánh và chén ở trong lễ tiệc thánh này. Mỗi người tự do đến với Chúa trong lời cầu nguyện một cách riêng tư của mình với Ngài. Kính mời Hội Thánh hiệp ý với tôi cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu, trong thời giờ tốt lành này, Chúa dành cho chúng con có cơ hội để đến với ngôi ơn phước của Chúa. Chúng con hạ mình xuống, chúng con ăn năn, chúng con xưng tội với Ngài. Và chúng con tin rằng với tấm lòng ăn năn từ bỏ tội lỗi của chúng con, chính Chúa Giêsu Ngài sẽ tha thứ tất cả để chúng con xứng đáng nhận lấy bánh và chén tượng trưng cho thân và huyết của Chúa ở trong lễ tiệc thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
ta cùng nhau trong thời giờ này thì chúng ta cùng hát bài thánh ca Thiệt Thánh. Mời anh Chính sẽ giúp đỡ cho việc ban bánh và trang để cho hội chúng. Thiệt Thánh Chúa Bà mọi sự đồ truyền nơi đời nên ghi nhớ rằng Chúa bao phải chiều thập hình hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta nay rao truyền sự chết Chúa ra thập giá xưa chịu khổ hạnh đồ đê phù thân xa lánh nhục nhã đến đâu nào thơ than ân nát huyết hồng giọt hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta nay rao truyền sự chết trong lúc thu lại chén chúng ta cùng hát tiếp câu cuối của bài thánh ca Thiệt Thánh. Cầm bánh nhớ thần ngài vâng